Mộc thảo tây là một sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị dứt điểm các loại mụn cứng đầu trên da, đặc biệt là mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn cám, cũng như là điều trị mụn cấp tốc, giúp cho các bạn có một làn da sáng đẹp và mịn màng. Hôm nay ở video này thì tôi sẽ nói 6 điều tuyệt vời mà các bạn nên sử dụng thảo mộc tây. Thảo mộc tây giúp điều trị mụn và ngăn ngừa mụn tái phát. Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nhụy hoa nghệ tây sẽ giúp cho điều trị mụn từ bên trong. Còn các loại kem hoặc là thuốc tây thì chỉ là điều trị kháng sinh và tiêu viêm, không điều trị dứt điểm được mụn từ bên trong như là thảo mộc tây. Điều tuyệt vời thứ hai là mộc thảo tây thì giúp hỗ trợ và điều trị dứt điểm các loại mụn cứng đầu trên da, đặc biệt là các mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn bọc, mụn cám, cũng như là điều trị mụn cấp tốc, giúp cho da bạn sẽ nhanh chóng sáng đẹp. Điều tuyệt vời thứ ba nữa là điều trị mụn ở mặt và lưng, ngực. Không những điều trị mụn mà đồng thời còn làm da sáng mịn màng, cải thiện rỗ, nám, nhờn. Và an toàn tuyệt đối, không gây tác dụng phụ và có kiểm định của Bộ Y tế. Được chiết xuất 100% từ các loại thảo mộc thiên nhiên, giúp cho làn da của bạn sẽ nhanh chóng sáng đẹp. Và có thể sử dụng cho được cả da mẫn cảm hoặc là da dễ bị dị ứng thì đều sử dụng được thảo mộc tây. Là một sản phẩm cho tất cả mọi đối tượng, kể cả phụ nữ đang có thai và phụ nữ đang cho con bú. Cách sử dụng mộc thảo tây thì rất là đơn giản. Bạn thoa đều lên mặt một ngày từ 1 đến 2 lần, hoặc là chấm lên vùng có mụn trước khi đi ngủ. Cách sử dụng thì rất là đơn giản và hiệu quả thì rất là cao. Các bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được chúng tôi tư vấn về làn da của các bạn. Chúng tôi tuyển sĩ trên toàn quốc. Hãy liên hệ với hotline của Thảo Dược Đức Thịnh ạ.